Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây trên bài đội thưởng Sóc đĩa thầy xỉu đội thưởng on game uh, Big nha Đây là một con đội thưởng thuộc hệ thống on game Ewin to Win Và rất nhiều con game khác trong Win tám Thì nói chung là chơi game gì như vậy thôi Các bạn đừng có bao giờ chọn một con game chơi Game này xui thì các bạn ra chơi game khác Xuân Win xui hay Go88 xui các bạn ra chơi game khác Đừng cố gắng đánh một con game Bởi vì khi các bạn cố đánh một game ấy Là các bạn rất dễ bị soi, các bạn nhớ này Game này nó có rất nhiều ưu đãi như là hoàn toàn Cho tân thủ đầu tiên 100 ngàn Các bạn nhận được 58 ngàn nhưng mà các bạn không được tạo hai tài khoản trên một máy đâu nha để lấy cái ưu đãi này nha bởi vì tạo hai tài khoản trên một máy ấy, thì chắc chắn nó sẽ gọi là khóa tài khoản anh em đấy nha đừng có dại như vậy nha thả là hai tài khoản trên hai máy khác nhau nha nhưng mà không được đăng nhập cùng nhau rồi nha anh em nhớ điều đó nha hay là báo danh là ngày nhận quà phí mỗi ngày này mình hôm nay đã báo danh rồi hay chia sẻ facebook một ngày ba ngàn đồng này hay là có thượng có rẻ các bạn này nó có rất nhiều ưu đại hay là thượng nạp nữa vì sao nó có ưu đại như vậy anh em ơi bởi vì nó như vậy để cuốn người chơi vào chơi đấy anh em ạ à. Cho nên chơi gì như vậy anh em phải hiểu rõ là chơi nó game nó không hề dễ ăn Mà anh em chơi thì mỗi ngày anh em đánh ấy Cứ xác định là ăn non mỗi ngày thôi hay là xác định ăn vừa vừa mỗi ngày thôi Đừng bao giờ ăn tham Giống như mình hôm nay mười mê đi đúng không Ôi rồi ôi vắn đầu đéo gì đã thu ăn trắng rồi Mình cũng đôi hết anh em ạ à. Mình cũng ăn trắng đấy Nhưng mà thằng kia nó ăn trắng trước anh em ơi nó đen thế nhở ôi độ đen không còn gì để nói Ở luôn anh em ạ à. chịu luôn đấy chịu luôn rồi ấy. đéo gì vấn đầu là thua rồi anh em ơi đen vãi đạn luôn đấy chịu thôi anh em game bên xui mà cuộc chơi thì thắng thua là điều biết rất bình thường thôi thắng thì ngon thua chấp nhận thôi anh em ơi 456 đi. Cho nó ra à, bớ, bớt bớt đi anh em. Thì bây giờ mới dám đánh 91 RQ 91 RQ đúng không? Đánh như vậy nó hay ăn ví dụ lúc đấy mà mình đánh đánh 91 RQ đôi khi nó có 10 RQK à đấy, 10 RQK ở đấy anh em. Xem nó có hay RQK nó có không nha. Xem nó có 10 có bởi nó đánh RQK mà đúng không? Ván này mình thắng chắc rồi nhưng mà đây nó không có anh em nhưng mà nó có 10 quy bên kia anh em kia nói chung là hên xui đéo nói trước đủ đéo gì được anh em ạ hên thì hôm đó mình ăn thôi xui thì mình chấp nhận ra đảo thôi bởi vì mình xui thì hên ăn xui thua thôi anh em nhưng mà chơi bài tiến lên này có bạn phải hay nữa hên là một cái yếu tố cần thôi mà hay là một phải cần yếu tố rất cần nữa anh em ạ Ôi quỳ cát luôn kìa Căng thích quỳ cát Có là mình có ăn cơ đây để kìa Heo luôn Má à, nó kìa Bọn này đấy căng thật sự ấy Trời ơi nó về luôn em ạ Vãi lình thật kìa Đen thế trời ấy. Bà bích luôn mà game này nó không tính big đâu nha anh em Ôi nó vẫn tính Đút big là thêm 100 anh em Vãi đạn thật đấy Mẹ nó chưa kìa cày thế nhỉ Toàn thua không ấy anh em ơi Mẹ từ này nhé Đèn quá anh em ạ Bài đánh đầu được gì ngon đúng không chịu rồi thôi ván này thua mình ra anh khác chứ đéo nó cố gắng đánh một con game một con game mà cho mình thua mãi được à sạch quý cái luôn chịu Rồi quy luôn đi không có nữa để luôn này đẹp bao năm này nó không có thì đẹp nha ừ, Nếu nó không có thôi Má à, gì mười cái quy kìa đen thế Đen thế nhỉ Đó không có con quy là mình thắng rồi đấy À, nó đen thế nhỉ thôi ra chơi game khác thôi em đéo con game mà xui như vậy mình cố gắng đánh làm đéo thì ngu gì nhá mày. Nó được đằng nằng đéo thắng được anh em Nó có tám nữa kìa Chịu Nên bài poker ván này xem sao nè Bài poker này mình không khuyết anh em chơi đâu nha Bởi vì chơi con viên poker này nó lên rất nhanh Là nghĩa là anh em thắng rất nhanh ấy Nhưng mà thua anh em rất nhanh nha anh em ơi Mình hôm mỗi hôm chỉ cần thắng vài mê rồi ăn non mỗi ngày thôi anh em Hoặc đương nhiên thua thì mình chấp nhận thua non thôi mình thua chấp nhận thua 5 mê nhưng mà chỉ cần được đó là được uh, hai 2 mê thôi anh em nhưng mà đéo được luôn đấy đó em biết ngay mà biết ngay mà cái bọn đéo này nó như vậy đấy anh em ơi đéo cho mình thắng luôn đấy dù một xíu luôn đấy anh em ạ đây này cho thắng với đéo đây nó cho thua mãi được cho người cha thắng với chứ đúng không? Đó bây giờ hòa vốn này này. Bây giờ thắng là thôi là ngon. Ôi mày một mê đấy anh em thắng một mê đấy. À, dưới đi nào. Trời ơi hai lần đều trên ở dưới lần nữa đi. Đéo lên ba lần mà đều trên cả thì bố mày chịu. Đây rồi 12 mê rồi anh em ơi. Nghĩ thôi anh em ạ, nghĩ thôi nha. Đéo lên tham nó bây giờ mình thắng đấy mà. Việc đéo mình đã tham đó, đương nhiên mình tham đấy mình có thể thắng to hơn nhưng mà không anh em ạ à, mình phải kỷ luật đánh cái này phải kiềm chế cảm xúc thôi anh em ạ à. không là mình toa ngay à có những lúc mà mình gần xuống là rồi đấy đỉnh rút năm mê đấy Nhầm may nó lên lại anh em ạ à. nghĩ nghĩ anh em ơi nhé